Cô Lâm TV xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng hơn 7 giờ tối. Chúng ta đang có mặt ở đây là khu quận 4, con đường Khánh Hội. Ở phía bên kia là khu chung cư Đông Tất Thuyết. Đây có cái hẻm để thông ra đường 41, rồi đường Tân Vĩnh rồi đó. Bên đây là khu trung tâm văn hóa thể thao quận 4, số 122 Khánh Hội. Con đường Khánh Hội là con đường có rất là nhiều những ngân hàng, giống như là con đường Hàm Nghi vậy đó. Thậm chí ở đây còn nhiều ngân hàng hơn là ở Hàm Nghi quận 1 nữa. Đó, thấy buổi tối ở đường này xe cộ quá trời đông không? Hướng này là hướng tới bến Vân Đồn. Sau lưng chúng ta là hướng đi về cầu Kinh Tẻ đi qua quận 7. Ngay đây gần với dốc cầu Kinh Tẻ nè. Tối nay bên Lâm TV mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi hội chợ nha. Hội chợ hàng tiêu dùng ở quận 4. Thấy hội chợ là thấy cũng gần tới Tết Tây đó ha. Ở Sài Gòn, ở quận 4 này thường xuyên có những hội chợ, một năm cũng mấy lần. Chừng 1-2-3 cái hội chợ nữa là chúng ta thấy Tết tới nữa. Rất là lẹ ha. Ngay đây là giao lộ Vĩnh Hội. Quẹo phải là đi vô khu chung cư phường 3. Quẹo trái thì đi ngang qua chung cư mới nè. Đây có khu chung cư mới xây. Rất là đẹp ha. Chung cư này có cái view khi mà ở trên căn hộ đó, nhìn hướng qua cầu Kinh Tẻ. Thì thấy rất là đẹp. Nhìn qua quận 7. Đây chúng ta đi hướng bên đây, xuất phát từ đây để mình sẽ đi từ đầu hội chợ tới cuối hội chợ cho nó tiện. Đi tới chút là chung cư phường 3 phía bên trái. Mấy bữa bên TV cũng có đi lộn vòng vô khu xóm đó, chia sẻ anh chị và các bạn. Bắt đầu tới đây có hội chợ nè. Đi ngang các hội chợ định coi có bán gì lạ mới không. Ở đây hội chợ thì đa phần là các sản phẩm hàng tiêu dùng giá rẻ rồi. Đây là các gian hàng bán quần áo. Đây là đầu đường số 48. Phía sau các gian hàng này là khu công viên. Hội chợ diễn ra từ đầu đường tới cuối đường luôn, rất là dài và rất là nhiều những gian hàng. Bây giờ mình sẽ qua đường ha. Hôm nay là ngày đầu tuần nên ra cũng không có đông lắm. Cuối tuần thì rất là đông, mà đi cuối tuần thì mình không có coi được vì đông quá đó. Bóp da, dây nịt, dép, túi sách, nhìn thấy rất là đẹp ha. Mà đồ giờ rẻ quá trời. Ở đây đồ đa số là đồ gia công ở Trung Quốc không à. Đồ chơi 39.000 đồng giá. Lấy cái nào đó là lấy. Hồi xưa thì 29.000, từ từ lên giá 39, đủ các loại. Rồi tới gì? Khăn ướt 35.000, chén dĩa tô, đây cái gì cũng rẻ ta. Đồng giá 15.000 cái. Ai lấy cái nào đó thì lấy. Kéo được các loại giúp. Nồi ấm là gì ta? Này là cái móc treo ha.
Lâu lâu đi ở đây thấy cũng có nhiều đồ lạ lạ lắm. Người ta phải cập nhật đồ lạ người ta mới bán được. Ồ, đợi chị mẹ mua cho. Quầy mình đi qua quầy khác đi. Quầy chén này thì cũng không có nhu cầu. Còn nhiều chén cũng rất là đẹp. Ta đi qua cái gian hàng khác nha. Bình ly giữ nhiệt rồi các loại nữa. Đủ kiểu ha. Đâu vòng vòng hay theo quẹt mấy xe tủi. Đeo chạy em vòng ngoài cái ấm dễ thương ha. Không để giá đâu, chắc mười mấy ngàn là đồng giá kìa. Rồi chảo vàng nữa, nghe không? Chảo bằng vàng luôn. Thường hội chợ này thì diễn ra chắc cũng cỡ nửa tháng tuần. Bữa giờ mình đi thấy ở đây cũng cỡ mấy ngày à. Chắc cũng còn cỡ tuần nữa lận. Hôm nay mới là ngày đầu của tháng 10 thôi. Chị nào ở khu vực này thì có đây tham quan mua sắm. Nói chung là tiền nào của nấy mình thấy đẹp là được ha. Đó, quần áo có 100.000 cái thôi. Đó, 100.000 áo thun cũng mua đen một. Xịn sò luôn á. Đó, quần 140.000. Đó, tới các gian hàng sáp thơm dầu Thái Lan. À, dầu Thái Lan thì mấy bữa lên TV đi Thái Lan mua rồi nên mai không có nhu cầu nữa. Đây cái đồ massage nhiều biểu ha.
các loại đèn. Xà bông thì có mùi thôi chứ không có hiệu. Hiệu đó thì không có quen ha. Hiệu là rẻ. Các trò chơi phóng phi tiêu. Lâu lâu mới có một gì, đâu phải bánh mì mà ngày nào cũng ăn. Không đâu mà rẻ bằng đây, ở đây rẻ đẹp, không đâu mà rẻ bằng. To lớn, to vừa, to nhỏ chỉ từ 10 ngàn. Chén cơm, chén khé, chén ngắm cũng chỉ từ 10 ngàn. Dĩa lớn, dĩa vừa, dĩa nhỏ, dĩa sâu, dĩa cạn, dĩa vuông, dĩa tròn, dĩa xoài, dĩa lá, dĩa cá. Đủ các loại chén dĩa. Chén dĩa rất đẹp ha, đủ kiểu hết trơn nè. Nó đẹp lùng bùng, chui vô mùng nó vẫn còn đẹp. Nó đẹp thấy mê mà nó rẻ thấy mê. Thôi nào lỡ đem anh chị ơi. Xem, cái lại thêm anh chị em ơi. Xem vô tư, sơ nhiệt tình. Xem cho biết hoặc xem không biết. Bạn đồng nhỏ thích chơi cái này nè. Thảy vô ngay cái vị trí nào là trúng cái vị trí đó. Ở đầu tuần thì đâu cũng bắn ha. Bên kia quán nhậu là rai. Như quán nhà sàn. À, tới đây chắc qua quán nhậu nhìn qua kêu dĩa. Kêu dĩa này chắc bán hải sản. Kêu dĩa hải sản. Ờ, quần áo đẹp quá trời mà có 100 ngàn thôi à. Đồng giá 40 ngàn cái áo sơ mi luôn. Bị nóng cái lượng cái xài lên chị 35 ngàn món 31 trăm. Quẹo lựa quẹo chọn luôn nha. Đợi nấu cái lượng cái xài lên chị 35 ngàn món 31 trăm. Quẹo lựa quẹo chọn luôn nha. Đợi nấu cái lượng cái xài lên chị. Quần áo quá trời luôn, quá trời đẹp, quá trời rẻ. À, 35 ngàn món, 3 món 100 ngàn. À, chưa tới những món hàng Vlan TV thích. Vlan TV thích búa kéo kèm vít rồi đồ cắm trại rồi thôi. Quần áo thì không thích lắm. Quần áo thì năm mua một lần, mặc có năm. Đồ kèm tóc xin trân trọng cảm ơn và kính mời. 2.000 món kèm khối. Bên đây là quảng trường Khánh Hội nè. À, cuối tuần thì ở đây mới mới có phun nước, có nhạc. À, đầu tuần thì không có. Bên đây có quán cà phê relax. À, sao chưa thấy món nào bắt mắt hết ta. Ở đây được cái những ngày cuối tuần thôi chứ ngày thường thì không có đông lắm. Giờ này là khoảng hơn 7 giờ. À, hôm nay thì bạn đồng nhỏ đi học rồi nên ra lên đi một mình thôi. Hôm nay chia sẻ bà con cô bác xem chơi cho vui. Hội chợ ở Sài Gòn.
nghệ sĩ, nhóm nhạc, nhóm hài đang tiếp tục tổ chức Việt Nam. Loại các loại bánh tráng, xe nách. Rồi bên trong là khu ăn uống nè. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 tháng 9 cho tới 6 tháng 10. Bữa nay là đầu tháng 10 rồi, chắc còn 5 ngày nữa. Đó, bên trong là khu vui chơi rồi ăn uống. Đó, ta đi vòng đây thử. Ở trong công viên này rộng lớn lắm. Đi bộ thoải mái, tập thể dục vô tư. Trong đây thì ai ăn uống thì vô đây, nhưng mà trong đây thì cá viên chiên rồi thịt nướng, cơm lam chứ cũng không có gì đặc biệt. Thôi ta đi chợ ra đi, ngôi chợ thương mại hàng tiêu dùng, chủ đề thỏa sức mua, đua sức sắm. Các loại đèn, đèn năng lượng mặt trời, đèn cảm biến, dây sạc các loại. Nó về dép. Tới đây nghe cái mùi cao su à. Hồi xưa mỗi năm tới mùa tụ trường thì mới được mua một đôi dép mới. Giờ thì nó rẻ quá trời. Các loại đồ chơi. Đấy là mua hai con tới được mức lộn. Thì đó, hai con rồi, có hai con. Giờ bạn đầu nhỏ qua cái tuổi mua mấy đồ chơi này rồi, nên thành ra Blanh Nhi cũng không có mua nhiều. kem Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Thổ Nhĩ Kỳ người ta bán kem là phải làm trò nha ta. Đấy là thành cái nét đặc trưng. Dây sạc, đèn pin, quạt máy các loại. Sau đợt này Linh Vy đi hội chợ này cảm thấy nó điều hiu dữ ta, hay là do mình đi ngày đầu tuần mà với lại cái món Linh Vy thích thì nó không có. Túi xa xỉ. Ngoài ra còn có thể chữa bệnh, giúp thư thái tinh thần, xua đuổi tà khí, mang về túi thơm xả xì cho phòng ngủ cũng như nhà. Trời, cái túi đó mà để cho phòng ngủ là khỏi ngủ luôn á, nghe mùi nó nồng nặc, không ngủ được. Sao đợt này đi thấy quần áo nhiều dữ ta.
quần áo này rất là đẹp mà. 150.000 cái áo này. Mới đầu có những cái slogan nó cũng vui vui tai, nghe thấy cũng quen á, chén dĩa rồi quá trời. Mà tới đây cũng gần hết rồi. Đó, rồi thôi chắc cái video clip hôm nay đến đây tạm dừng. Và hình ảnh đồng phục của hội chợ chia sẻ anh chị và các bạn xem chơi vui ha. Tuy nhiên năm nay cái đợt hội chợ này thì không có nhiều món đồ mà Valentine thích, không có. Bỏ lên từ ra thôi đi cập nhật chia sẻ bà con cô bác. Valentine xin cảm ơn và kính chúc tất cả các anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.